nói đừng có nôn. Rái cá người ta là đi bắt cá, còn rái cá này là đi phóng sanh nha quý vị. Rái cá này là thần thú nên phải đi giải cứu động vật trong thiên nhiên. Anh chị nào ủng hộ em giải cứu động vật trong thiên nhiên liên hệ chàng tiên cá sư phụ của em nha. Thuyền tới rồi. Tới chưa?